Trong cái video này thầy gửi đến các bạn cái phần mà chúng ta sẽ dựng công thức chung cho rượu, được chưa? Ở đây mà chủ yếu là đề thi nó sẽ khai thác rượu no, do đó đây thầy chỉ nói rượu no thôi. Chúng ta có hydrocarbon no là alkan có dạng là CN2N cộng 2. Từ đây chúng ta sẽ hình thành ba loại rượu, đó là rượu no đơn chất. Chúng ta nghe kỹ, thầy sẽ chỉ bằng cách mà chúng ta sẽ làm nó luôn luôn đúng. Thằng này là hydrocarbon no, mà thở bây giờ để hình thành alkyl no thì bữa hôm trước thầy chỉ bằng cách hình thành chúng ta là gì đây Khải ơi? Khải biết không Khải? Bây giờ người ta cho chúng ta là muốn hình thành alkyl no đơn chất mà thở. Thì đây chúng ta hiểu này, ở đây mình đã có no mà thở rồi, chúng ta cần đơn chất thôi đúng không em? Đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thì đơn chất thì chúng ta thêm mấy nhóm OH vào. Alkyl là có nhóm OH em, thêm mấy nhóm OH vào. Dạ một ạ. Thêm một nhóm OH vào thì bớt bao nhiêu hydro? Dạ bớt một khi rồi. Cái đó em sẽ có thành là CnH2n cộng 1 OH. Tại cho em. Thằng này là gì? Thằng này là rượu no đơn chất mà thở. Các bạn có hiểu vấn đề thầy đang nói không? Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Có. Từ từ, Dũng hình thành cho thầy rượu no hai chất mà thở. Cộng OH và trừ 2H. Cộng 2OH trừ 2 hydro. Khi người ta cho em thấy bữa trước mình làm những cái bài tập mà liên quan tới hỗn hợp axit rượu với te đúng không? Thì ở đây người ta cho chúng ta là gì? Cho chúng ta liên quan tới hai chất và đơn chất. Cho nên chúng ta phải biết cách xây dựng nó, hiểu chưa? Các bạn hiểu vấn đề không? Đây thầy giảng tiếp. Có. Ok, bây giờ nó là CnH2n cộng 2 trừ 2 là hết OH2. Đây là rượu no hai chất mà thở. Về hơn mới đó Linh, thầy muốn hình thành rượu no ba chất mà thở thì em làm sao? Cộng 3 nhóm OH trừ 3. Cộng 3OH trừ 3H rồi thành CnH2n trừ 1 đúng không em? Như vậy đây là rượu no mấy chất? Ba chất mà thở. Cái kiến gì không đã? Không ạ. Nghe bây giờ bạn nghe. Nếu ở đây mình tương đương một bước nữa thì ở đây nó sẽ tương đương với công thức nào? Phải là CnH2n cộng 2O không? Còn thằng này là CnH2n cộng 2O2 đúng không em? Còn dưới này là CnH2n trừ 1 cộng 3 là cộng 2O3. Bạn thấy chưa? Từ đây mình suy ra công thức của rượu no là gì? Rượu no mà thở. Thì nó có dạng là CnH2n cộng 2O X. Cái kiến gì không em ơi? Cái kiến gì của này không đã? Kiểu không em ơi? Không ạ. Rồi. Bây giờ chúng ta nhớ này. Điều kiện để có thằng này là gì? Điều kiện này. Điều kiện ở đây là chúng ta có số C này luôn luôn lớn hơn hoặc bằng số nhóm OH. Số nhóm OH tức là oxy trong này và lớn hơn bằng 1. N lớn hơn bằng x và lớn hơn hoặc bằng 1 thế thôi. Cái kiến gì không? Đó. Đây là những điều mà chúng ta cần lưu ý. Thế thôi.
Các bạn có muốn hỏi về chỗ này thêm không? Nói thêm về thầy giảng thêm, còn không thì thầy dừng lại. Bởi vì thầy còn những thứ sau còn muốn giảng nữa, mà nếu bạn muốn hỏi thì thầy mới giảng thôi chứ bình thường thầy không giảng. Tới đây các bạn hiểu vấn đề hết chưa? Rồi ạ. Rồi bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho bạn cái chỗ này nó liên quan như thế nào. Thì trong cái phần rượu em, rượu của chúng ta đi thi á, về đề thi vào lớp 10 chuyên hóa thì nó chỉ liên quan tới ba tính chất. Tính chất đầu tiên đó là phần cháy, cái thứ hai là tác dụng với natri, và cái thứ ba là tác dụng với oxy hóa hai lần. Được chưa? Và để minh họa cho cái điều này nó đúng thì sẽ ví dụ cho bạn như thế này. Thầy cho hợp chất là C3H8OX. Điều cần chúng ta là viết tất cả các đồng phân, viết tất cả công thức cấu tạo của thằng này. Muốn làm được điều này thì em hiểu như thế này, người ta cho đây là rượu rồi em nha. Rồi người ta hỏi đồng phân, công thức cấu tạo. Người ta hỏi công thức cấu tạo ở đây là bằng bao nhiêu. Thì muốn làm được cái chỗ này thì chúng ta biết nó là rượu rồi, thì chúng ta sẽ có điều kiện này. Điều kiện là số C là lớn hơn hoặc bằng số nhóm chất OH hay là khác là oxy trong này và lớn hơn hoặc bằng 1. Cái kiến gì chỗ này không? Đây là điều kiện để tồn tại một rượu em nha. Số C lớn hơn bằng số chất và lớn hơn hoặc bằng 1 thế thôi. Có ai kiến gì chỗ này không ạ? Như vậy dù điều kiện này thì chúng ta có 3 trường hợp. Trường hợp 1 là x bằng mấy? X bằng 1. Sau đó x bằng 2, x bằng 3 thế là xong. Hiểu vấn đề không em? X bằng 1 Có. thì chúng ta có công thức bây giờ là C3H8O. Thì thằng này nó có dạng vì nó là rượu thì nó phải có nhóm OH em. Thế này là C3H7OH. Thế thôi. C3H7 thì có một bộ khung. OH chúng ta sẽ gắn hai vị trí. Vị trí ở đầu tiên và vị trí ở giữa. Cái kiến gì chỗ này không đã? Tất cả hợp chất này nó đều tham gia tác dụng với natri em nha, vì gọi nó nhóm OH, cái này dễ rồi, không cần nói. Trường hợp 2. Ở đây thầy cho nó là hợp chất có công thức cấu tạo là X, đây là Y đây. Trường hợp 2 là X bằng 2. Thì bây giờ nó sẽ là C3H8O2. Hay ở đây em sẽ ghi nó là C3H6OH2 vì nó là rượu hai chất em. Các bạn có hiểu vấn đề không ạ? À? Và lưu ý cho mình đó là gì, nhớ cho mình đó là trong công thức của rượu ấy, thì một carbon chỉ được gắn một OH mà thôi, nếu gắn hai OH là sai em nhé. Rồi gắn OH vào đây, OH vào đây, hai OH liền kề và cách xa nhau. Lưu ý nếu em gắn ở hai cái vị trí cuối cùng thì là sai. Vì sao? Giải thích. Vì hai này đối xứng, do đó trong trường hợp này thằng đầu và thằng cuối là trùng. Còn nếu không biết cái trùng hay không thì em sẽ xoay. Em lấy này em xoay này, em xoay thì C nó sẽ qua đây và nó trùng với chất đầu tiên, thế thôi. Có ý kiến gì chỗ này không đã? Có ý kiến gì chỗ này không đã? Thế hơn sao một xe nó lại không được gắn hai OH nữa? Vì điều kiện của nó là nó sẽ không bền em. Một carbon chỉ gắn một nhóm OH thôi. Và nếu nó gắn một xe gắn OH thì nó sẽ chỉ về dạng bền hơn, thế thôi. Em biết điều đó là được. Để tồn tại rượu thì có hai có điều kiện. Thứ nhất đó là C chứa OH phải là liên kết đơn. Điều kiện thứ hai, một carbon được gắn một OH, thế thôi. Còn nếu một carbon gắn hai OH là sai. Em nhớ điều đó thầy nha. Nhớ chưa? Câu hỏi gì nữa không ạ? Có kiến gì không em ơi? Thì đây thầy cho đây là Z, đây là T. Các bạn có hiểu thầy đang nói gì không ạ? Dạ có. Trường hợp 3. Khải ơi thầy giảng lý thuyết kỳ không Khải? Dạ có ạ. C3H8O3. Thằng này nó là C3H5 OH3.
vì nó là ancol 3 chất. Để chúng ta nghe kỹ. Ở đây mình có 3C. Một carbon chỉ gắn một OH mà thôi. Như vậy em sẽ gắn OH ở đây. OH ở đây và OH ở đây là hết. Không biết thì cứ bạn cứ hỏi thoải mái, thầy không ngại giải đáp đâu. Được chưa? Với trình độ kiến thức của thầy thì đủ đủ hay dạy đáp cho bạn tất cả. Ok, chúng ta có 5 công thức cấu tạo. Thì trong trường hợp này bạn nhớ thầy này. Ở đây nó sẽ hỏi chúng ta tính chất của rượu có hai tính chất thôi em nha. Nó là thí dụ ở natri và COH lần, còn phần trái thì khá là quen thuộc rồi. Đầu tiên chúng ta là tác dụng với natri. Tiếp theo là tác dụng với COOH hai lần. Chúng ta để ý cho thầy nha, nhớ thầy này. Những hợp chất mà tác dụng natri là có nhóm OH và nhóm chất COOH. Như vậy ở đây chúng ta có X, Y, Z, T và Q. Cả năm chất này đều tác dụng với natri vì đều có nhóm OH. Có ý kiến gì không ạ? Không ạ. Rồi tiếp tục này. Thì nhận tiếp nha. Còn tác dụng với COOH hai lần thì bạn nhớ thầy là có hai OH kề. Hai OH kề thì tác dụng với OH hai lần. Như vậy trường hợp 1 chúng ta bỏ, chúng ta chỉ có trường hợp 2 và trường hợp 3. Trong trường hợp 2 thì chúng ta có hai, đó là Z và T. Nhưng mà chúng ta thấy Z là hai OH liền kề, thấy không? OH ở đây OH liền kề, hai OH liền kề này. Còn hai thằng này là OH cách nhau 1C không liền kề. Còn đây là 3 OH liền kề luôn, sẽ tác dụng với COOH hai lần. Như vậy đây hai OH liền kề sẽ tác dụng ở đây nó chỉ là Z và gì thôi. Và Q thôi. Cái kiến gì chỗ này không đã để thầy giảng tiếp. Ok, nếu bạn không kiến giải tiếp nha. Cái khó nhất ở đây là về phương trình em nha. Cái khó ở đây là về phương trình. Cái giấy ở đây thầy sẽ ghi lại kiểu cho chúng ta dễ hiểu và chúng ta ghi cái đúng bản chất của nó. Thì chất giấy chúng ta ở đây nó là C3H6OH2. OH2 thì chúng ta ghi là OH. OH. Để tác dụng với COOH hai lần đây là giấy em nha. Cái chỗ này chúng ta không để ý là chúng ta sai hết đó. Vì có chỗ đầy đề là khai thác này, không phải chưa đâu. Và nhiệm vụ thầy là phải bao quát cho bạn được những cái trường hợp hay gặp. Thế em. Trọng hiểu không Trọng ơi? Dạ hiểu. Bên này em tốt hơn nhiều cho Trọng. Tốt hơn trong suy nghĩ chưa? À, một tí. Em đang nghe kỹ. OH này hóa điều 1, thằng này hóa điều 1, hai thằng ghép lại là ra nước. Như vậy về OH hóa điều 1 thì góc này sẽ hóa điều 1, còn thằng này hóa điều 2. Như vậy nó là tất cả hai lần. Cái câu như thằng cũ chú chúng ta dễ nhớ là hai OH kề cu xanh. Hai OH kề cu xanh có nghĩa là gì? Hai OH kề tác dụng bởi COOH hai lần tạo dung dịch màu xanh. Như vậy đây là dung dịch màu xanh. Thằng này là cái tổ màu xanh. 2OH kề cu xanh. Hợp chất hữu cơ mà có hai nhóm OH liền kề tác dụng bởi COOH hai lần sẽ tạo ra dung dịch màu xanh. Đây là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai về cân bằng đó là một thằng cu uống hai chai rượu, hai chai nước. Một thằng cu tức là một COOH hai lần. Uống hai chai rượu là tác dụng với hai rượu. Tạo thành một thằng cu uống hai chai rượu, hai chai nước tức là tạo ra hai nước, thế thôi. Và lưu ý đây là vẫn chúng ta dùng để nhận biết hai OH kề em nha. Còn cái quy này chúng ta khá là quen thuộc, nó là glycerol em. Mà cái này em biết rồi, cái thằng này là nó sinh ra trong quá trình chúng ta thủy phân chất béo trong môi trường axit và môi trường kiềm. Nó thằng ghi là còn lại công thức là C3H5OH3. Không biết thầy giảng như thế này các bạn nào ý kiến gì không ạ? À? Dương ơi em nắm được gì không Dương ơi? Dạ có ạ. Nghe bạn nghe kỹ. Nghe thầy nói đây. Ở đây chúng ta có ba nhóm OH của chất hữu cơ Q. Thì ở đây mình lưu ý là trong ba nhóm OH
hoặc là hai nhóm OH liên kề đó, thì chúng ta giữ ý, tách một nhóm OH tham gia phần thôi, còn những thằng còn lại chúng ta để phía trong. Như vậy 3 OH thì đây là OH2, OH thì giống như này em, bản chất là nhóm OH này sẽ kết hợp hydro ở đây để tạo ra nước, phần còn lại là C3H5 OH tất cả hai oxy. Góc này hóa trị 1 vì mất một hydro. CO hóa trị 2 cộng 2 H2O. Đây là chất hữu cơ Q. Các công thức cân bằng của thầy là gì? Một thằng cu uống 2 chai rượu, 2 chai nước. 2 OH kề cu xanh, CO2 hai lần là cái tủ màu xanh. 2 OH kề tác dụng với COOH hai lần tạo ra dung dịch màu xanh. Đây là màu xanh đậm em nha. Xanh đậm hay xanh đậm vẫn được. Rồi cái kiến gì chỗ này không đã? Thầy ơi, cái chỗ C3H5OH2 đấy. OH2, OH là mình phải biết như thế à? Hay đúng là rồi, biết là C3? Mình ghi như thế này nó mới rõ bản chất em. Vâng. Tức là 3 OH chỉ có một OH tham gia thôi. Nhớ là phải liên kề nha. Còn thằng T tại sao nó không tác dụng? Vì nó có 2 OH nhưng mà 2 OH này không liên kề. Ở trong có phần rượu thầy nói lại cho bạn nha. Đề thi nó sẽ khai thác cho bạn ba tính chất, đó là cháy này, natri và CO2 hai lần. Và CO2 lần thì em nhớ thầy là 2 OH kề cu xanh. 2 OH kề tác dụng với CO2 liền kề CO2 hai lần tạo ra dung dịch màu xanh. Đó là câu thần chú thứ nhất. Câu thần chú thứ hai là về cân bằng, một thằng cu uống 2 chai rượu, 2 chai nước. Khi mình cân bằng thì CO2 hai lần là số 1, rượu là số 2 và hệ số của nước phía sau là số 2, thế thôi. Không biết nãy trừ thời gian như thế này có ai thắc mắc gì hay không ạ? Em hiểu vấn đề không? Nếu bạn không ý kiến gì nữa thì thầy xin phép dừng cái câu hỏi này tại đây. Để cho em. Cái cách này của ta chúng ta là gì? Cái phần này chúng ta nghiên cứu cái gì? Đó là nghiên cứu về công thức chung của rượu no. Bây giờ chúng ta biết được công thức chung rượu no từ điều đằng đó chúng ta nắm được điều kiện bền của rượu là số C lớn hơn bằng số nhóm OH và lớn hơn bằng 1. Số nhóm OH tương ứng với số oxy có trong công thức. Và cái tiếp theo chúng ta cần nhớ cho thầy đó là điều kiện bền. Điều kiện bền của nhóm OH đó là một carbon chỉ gắn một OH mà thôi. Thế thôi. Nó thành bền đúng không? Hay là nó thành không bền? Thì một C chỉ gắn một OH thôi thì một C gắn hai OH thì không bền. Vâng. Được chưa? Vì phần tính chất của OH này nó ảnh hưởng tới cái phần tính chất của rượu phía, của thằng este phía sau, do đó học cho kỹ.